danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách ngữ văn lớp 7 tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô đi soạn văn bản với nhan đề Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu cấu trúc của bài học. Bài học gồm 3 phần: phần 1 chuẩn bị đọc, phần 2 trải nghiệm cùng văn bản, phần 3 suy ngẫm và phản hồi. Chúng ta sẽ cùng cô đến với phần 1, phần chuẩn bị. Ở phần chuẩn bị này, các em chúng ta sẽ cùng theo dõi vào câu hỏi trong trang 100. Hãy chia sẻ với các bạn trong lớp tình cảm của em đối với một con thú cưng hoặc một con vật nào đó trong sách, phim mà em yêu quý. Chắc hẳn là trong cuộc sống của chúng ta, các em cũng có những con vật mà mình yêu quý, nhưng có những con vật mà mình chăm nuôi nó từ nhỏ, được không nào các em? Như vậy thì chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ đối với các bạn trong lớp tình cảm của mình dành cho một con thú cưng hoặc một con vật nuôi nhé. Cô gợi ý các em như sau. Đó là một đêm mùa đông gió rét. Như mọi hôm, Phi Phi vẫn nằm canh ở ngoài hiên. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội, tiếng chú rằng dây xích loảng xoảng. Bố vội vàng bật dậy rồi mẹ nhẹ nhàng cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển đến. Thấy động, hắn vội vàng trèo tường hòng thoát ra ngoài. Bố tôi vừa hô hoán làng xóm, vừa lao theo tên trộm. Phi Phi cũng lồng lộn chồm lên, dây xích bị giằng co hết mức. Bố đuổi theo tên trộm, bất ngờ hắn quay lại đạp mạnh vào bố. Bị lỡ đà, bố ngã xuống. Hắn lợi dụng lúc ấy đè lên người bố, tay phải rút mạnh con dao ra rồi vung lên. Chính lúc ấy, Phi Phi từ đâu lao đến, ngoạm vào tay cầm dao của hắn, rồi mặc cho gã gian Phi đẩy. Đạp đánh như thế nào cũng kiên quyết không nhả tay hắn ra. Cuộc vật lộn dừng lại khi các cô hàng xóm ùa đến trói ngô tên cổ lại, tên trộm lại. Mẹ tôi vừa suýt xoa dìu bố vào nhà, vừa nhắc chị em tôi lấy sữa cho Phi Phi và đưa chú vào nhà. Sau hôm ấy, Phi Phi nổi tiếng cả khu phố với câu chuyện cứu chủ. Kẻ gian bị bắt sau đó đã khai ra nhiều vụ trộm mà hắn nhúng tay vào. Gia đình tôi và Phi Phi còn được tuyên dương nữa. Phi Phi vẫn sống cùng gia đình tôi cho đến bây giờ. Chú luôn được cả gia đình cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Phi Phi là một con chó nhưng có nhiều điều đáng yêu để cho chúng ta học tập, không phải không các bạn? Đó chính là đoạn văn mà chúng ta chia sẻ tình cảm của mình dành cho một con vật. Các em hãy cùng nhau chia sẻ tình cảm của mình dành cho con vật nuôi mà mình yêu quý đối với các bạn trong lớp nhé. Chúng ta sẽ cùng cô đến với phần 2 là phần trải nghiệm cùng văn bản. Ở phần này chúng ta sẽ cùng cô đi đến với câu 1 là câu hỏi mang tính chất tưởng tượng. Là em hình dung như thế nào về hình ảnh một con mèo đang nằm ngủ trên ngực tôi? Mèo là một loài vật rất là hiền lành, hiền từ, luôn là đi sát bên cạnh người chủ của mình, âu yếm và dùi dụi vào người chủ của mình. Chúng ta có thể tưởng tượng hình ảnh một con mèo ngủ trên ngực tôi là một hình ảnh đầy ấm áp và đầy yêu thương. Chú mèo nhỏ nằm trên ngực nhẹ nhàng mơ những giấc mơ bình yên. Chúng ta có thể tưởng tượng như vậy, đúng không nào các em? Chúng ta đến với câu hỏi số 2, câu hỏi mang tính chất suy luận. Theo em, trái tim của nhân vật tôi ca hát về điều gì? Chúng ta đọc toàn bộ bài thơ, chúng ta thấy được rằng nhân vật tôi ca hát về tình yêu thương, hát những lời ru mềm mại để cho chú mèo yên giấc ngủ say, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng cô đi đến với phần 3 là phần suy ngẫm và phản hồi. Văn bản Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi là một trong những văn bản nói về tình cảm, cảm xúc của tác giả về những giây phút bình yên khi có sự xuất hiện của chú mèo nằm ngủ trên ngực mình, qua đó thể hiện tình yêu thương động vật sâu sắc của tác giả. Chúng ta sẽ cùng cô đến với câu hỏi số 1, trang 101. Liệt kê những từ ngữ hình ảnh miêu tả con mèo nằm ngủ trên ngực tôi trong khổ thơ thứ 2. Em có cảm nhận gì về hình ảnh đó? Chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ để trả lời như sau. Hình ảnh miêu tả con mèo đó chính là qua những từ ngữ như là trong veo, nhọn hoắt, nỗi kinh hoàng và móng vuốt. Khép lại rồi đôi mắt biếc trong veo, khép lại rồi hàm răng dài nhọn hoắt, khép lại rồi móng vuốt của đêm đen. Chúng ta tìm hiểu tiếp theo là những hình ảnh miêu tả con mèo nằm ngủ. Chú mèo khi nằm ngủ đã hiền lành và ngoan ngoãn hơn. Con mèo nằm ngủ trên ngực tôi, đôi mắt biếc trong veo, hàm răng nhọn hoắt, móng vuốt khép lại, ngủ như đứa trẻ giữa vòng tay ấm áp. Những hình ảnh, những từ ngữ miêu tả chú mèo đó khiến chúng ta thấy được rõ đặc điểm về bộ phận của chú mèo, cho chúng ta thấy được vẻ đẹp và sức mạnh của chú mèo khi còn thức giấc, khiến bầy chuột nhất chúng ta phải kinh hoàng và phải khiếp sợ, đúng không nào? Chúng ta đến với câu hỏi số 2
nhân vật tôi đã có những cảm nhận thế nào khi để cho chú mèo ngủ yên trên ngực mình? Nhân vật tôi cảm nhận khi mà chú mèo nằm ngủ trên ngực mình như sau, thể hiện qua một số những câu thơ. Tôi nằm nghe nhịp nhàng thánh thót, trái tim tôi hào nhịp trái tim mèo, hòa nhịp trái tim mèo. Tiếp theo, trái tim tôi một phút bỗng mềm đi, một nỗi gì lâng lâng như hạnh phúc. Tôi nằm nghe trái tim mình ca hát, trên ngực tôi nằm ngủ một con mèo. Những từ ngữ, những hình ảnh, những câu thơ đó chúng ta thấy rằng nhân vật tôi thấy rất là hạnh phúc khi có tình yêu thương với chú mèo. Vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương, muốn đùm bọc, che chở cho chú mèo bé nhỏ của mình. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Em hãy xác định các biện pháp tu từ, cách ngắt nhịp và tác dụng của chúng trong khổ thơ sau. Ngủ đi, đôi tai vểnh ngây thơ. Ngủ đi, cái đuôi dài bướng bỉnh. Ngủ đi, con hổ, con kiêu hãnh. Hàng ria mép ngang tàng, đôi mắt biếc trong veo. Chúng ta thấy được rằng trong đoạn thơ này tác giả sử dụng rất nhiều biện pháp tu từ. Chúng ta xác định đầu tiên là biện pháp điệp ngữ. Cụm từ ngủ đi được nhắc lại 6 lần, tạo nhịp điệu cho câu văn, nhấn mạnh lời âu yếm yêu thương của tác giả dành cho con mèo đang ru chú mèo ngủ đi. Tiếp theo, biện pháp hoán dụ. Đôi tai vểnh ngây thơ, cái đuôi dài bướng bỉnh, con hổ con kiêu hãnh, hàng ria mép ngang tàng, đôi mắt biếc trong veo. Tiếp theo nữa, chúng ta xác định được cách ngắt nhịp ở trong khổ thơ này. Có thể là cách ngắt nhịp ở dòng 1, 2, 3 là ngắt nhịp 2, 2, 3, 2. Dòng thơ số 4 là ngắt nhịp 3, 2, 3, 2 hoặc là 5, 5. Chúng ta thấy được rằng tất cả những biện pháp tu từ điệp ngữ, ẩn dụ cũng như là cách ngắt nhịp, tác dụng của nó là diễn tả một vẻ đẹp sinh động, hình thể và sâu sắc cho người đọc về con mèo. Cách ngắt nhịp chậm rãi khiến cho cảm xúc của nhân vật tôi trở nên nhẹ nhàng và sâu lắng hơn, như một lời ru nhẹ nhàng đối với chú mèo nhỏ đi vào giấc ngủ say, đúng không nào các em? Chúng ta tìm hiểu tiếp câu hỏi số 4. Là em hãy xác định những dòng thơ có sử dụng các từ ngữ trên ngực tôi, trái tim và nhận xét về cách tác giả sử dụng các từ ngữ ấy ở trong bài thơ. Chúng ta nhận xét như sau. Tác giả sử dụng liên tiếp những từ ngữ thể hiện tình cảm, cảm xúc cũng như tình cảm của nhân vật. Những dòng thơ có sử dụng những từ trái tim và trên ngực tôi như sau. Một con mèo ngủ trên ngực tôi, dưới con mèo trái tim tôi đang đập, trái tim tôi hòa nhịp trái tim mèo, trên ngực tôi một con mèo nằm ngủ, trái tim tôi một phủ bỗng mềm đi, tôi nằm nghe trái tim mình ca hát, trên ngực tôi nằm ngủ một con mèo. Tác giả dùng những cụm từ trên ngực tôi và trái tim một cách linh hoạt, dày đặc và điệp đi điệp lại nhiều lần trong câu thơ của mình, với tác dụng là nhấn mạnh hình ảnh con mèo nằm ngủ trên ngực tôi và trái tim của nhân vật đang rất là thổn thức và bồi hồi, phải không nào? Chúng ta tiếp theo đến câu hỏi số 5. Qua văn bản, tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì? Thông điệp ấy gợi cho em những suy nghĩ gì? Chúng ta thấy được rằng trong bài học này, tác giả muốn gửi đến người đọc chúng ta một thông điệp là chúng ta hãy yêu thương động vật, yêu thương các loài động vật bằng cả trái tim của mình. Hạnh phúc đến từ việc được yêu thương, che chở, đùm bọc người khác, kể cả các loài vật bé nhỏ. Chúng ta hãy lắng nghe trái tim của mình để cho trái tim rung động trước những tình cảm nhân ái ấy. Thông điệp này rất ý nghĩa và truyền cảm hứng cho em trong cuộc sống khi đối xử với một con vật xung quanh mình. Văn bản giúp chúng ta nhận thấy được tình cảm cao đẹp với muôn loài, dạy cho chúng ta cách sống đầy tình thương với con vật. Tình yêu thương mang lại cho con người những cảm xúc đẹp, con người trở nên người hơn khi biết chở che và đùm bọc cho loài vật. Đây chính là thông điệp và ý nghĩa mà thông điệp mang lại. Chúng ta sẽ cùng cô đến với câu hỏi số 6. Em hãy thể hiện tình cảm của mình với thiên nhiên, loài vật theo cách mà em cảm thấy phù hợp nhất. Vẽ tranh, làm thơ, viết nhật ký, sưu tầm những bức ảnh, bản nhạc có liên quan. Chúng ta sẽ cùng cô đi đến với phần gợi ý như sau. Em rất thích con mèo mướp nhà em. Nó to bằng cách phích nhỡ, lông màu cho có những vần đen, trông chẳng khác gì chú ngựa vằn nhỏ cả. Cái mũi ngắn nhưng lúc nào cũng ươn ướt. Em rất thích ôm nó vào trong lòng để cái mũi nhỏ đó lại rụi rụi vào lòng bàn tay em. Trông mướp lúc đó chẳng khác gì một đứa em đang làm nũng cả. Mướp có cái đầu tròn, nhỏ và đôi tai như hai chiếc lá quất non luôn vểnh nghe ngóng. Mắt nó xanh và tròn xoe như hai cái hòn bi ve. Dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng vì ướt chân. Có một
Dưới chân có một lớp đệm thịt dày. Sáng sáng, chú mèo mướp nhà em lại chạy tung tăng trên sân gạch. Có lúc nó quay tròn, đùa với cái bóng của mình. Đùa chán, nó nhảy tót lên bức tường đầu nhà, nằm duỗi dài sưởi nắng. Mướp rất giỏi bắt chuột. Có nhiều hôm nó bắt được tới 2-3 con chuột, ăn no kềnh, bỏ cả cơm. Mướp đã trở thành người bạn thân thiết nhất của em. Em sẽ cố gắng học tập, chăm sóc mướp thật tốt để nó luôn khỏe mạnh. Đây chính là đoạn văn nói về tình yêu thương của chúng ta dành cho con mèo, đúng không nào? Chúng vậy, chúng ta sẽ dựa vào gợi ý của cô để chúng ta có thể viết cho mình những đoạn văn khác hay hơn. Cảm ơn các bạn và các em đã chú ý lắng nghe bài học ngày hôm nay. Chúc em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.